Một ngày tháng 10, vẫn không gian mùa thu thanh bình của Hà Nội, nhưng tất cả đã đột ngột xáo trộn và bàng hoàng. Trong ký ức của thiếu tá Nguyễn Tiến Ngành, một trong những người làm nhiệm vụ bảo vệ đại tướng Võ Nguyên Giáp tại bệnh viện 108, không chỉ có chiều dài 1.559 ngày và 18.708 ca gác, mà còn chất chứa nỗi đau bị dồn nén khi chứng kiến thời khắc một trái tim vĩ đại ngừng đập. Ngày thứ 1559, đại tướng làm điều trị tại khoa 11, bệnh viện Trung ương Quân đội 108, và cũng là ca gác thứ 18.708 chúng tôi làm nhiệm vụ. Tôi còn nhớ mãi vào khoảng 15 giờ, tôi đi kiểm tra mục tiêu trên tầng 2 trước cửa phòng bác. Thì tôi đi qua cửa phòng bác rất là bất ngờ khi chuông điện thoại của tôi reo lên, cái nhạc chuông của bài Quảng Bình Quê Thơ Ơi. Nghe thấy tiếng gọi của các đồng chí y tá rất to: "Ông ơi, ông ơi." Trong linh tính của tôi có chẳng lành, tôi chạy vào phòng thì các đồng chí y tá nói với tôi là: "Bọn em gọi mãi mà bác không tỉnh, anh có khi cho bác nghe cái bài hát Quảng Bình Quê Thơ Ơi, quê của bác, thì có khi bác lại tỉnh lại." Thì tôi mở lại nhạc chuông bài Quảng Bình Quê Thơ Ơi đưa người ta cho bác nghe. Tôi thấy mắt bác chớp chớp. Tôi cảm nhận được, tôi nghĩ là có khi bác cảm nhận được